Các bác, đây là cái đài Toshiba RTX26 của Bắc Sơn ở Quảng Ninh. Có cái chiếc anten rất đặc biệt. Chỉnh lại radio mất kém. Kiểm tra tách loa bên to bên nhỏ. Ok, con này nghe bác ấy tả thì khá nhiều bệnh các bạn ạ. Chèn bông này, con này còn khá mới, bác ấy gửi cái cuộn băng ở bên trong nữa này. Để em cắm xem nhé, xem nó bị như thế nào đây. Trời ơi, chập đâu rồi? Ok, mình sẽ tháo ra đã. Thì này nó cứng quá, nó hay bị nghiền băng ở cái đoạn đầu băng. Dây Gura to quá nó cũng gây ra hiện tượng méo tiếng nhé các bác nhé. Cái dây này to quá, dây này phải hơn 1 ly rồi, quá to luôn. Tại thì băng, cái băng của bác đấy nghe ngon rồi, chẳng qua là vấn đề bản quyền em không thể test trên YouTube được. Đấy, nghe nó không bị méo tiếng rồi. Có nhưng mà nó rất là ít, hơi hơi. Bằng cassette thì nó không thể hết 100% được, cái đài nào cũng thế thôi. Cái con IC công suất này nó thiếu cực mát. Bác cái đầu cái chân này này, cái hàn cái chân này này, nó không liền với cái mạch, với cái cực này, và nó cũng không liền mạch với cực này luôn. Sau khi em hàn vào rồi thì em chỉ hàn được một bên thôi, nó liền bên này thôi, nó không liền sang bên này được, tại vì là sợ chạm hai cái bên này, hai cái cục này, ông tướng này chắn này. Bây giờ dí bỏ hàn vào đây nữa thì to quá, thứ ba cái cực này nó sẽ dính vào nhau này. Để em dùng sử dụng bằng cách là câu con này sang bên này, tại vì cái cực này với cực này nó là một, nó dính nhau mà, nó liền nhau này. Hoặc hàn từ đây sang cũng được, nói chung là tùy mỗi người. Em hàn đây cho vừa nhất thì em hàn sang bên này, hàn bên này đấy, hoặc hàn vào đây cũng được. Nói chung hàn một cái cực nào đó nó liên quan đến cực này
là ok. Nhưng chúng ta cho dây ngắn vừa thôi, dây dài quá thì nhìn nó xấu, nó là màng vướng. Thế về cơ bản là ok rồi. Cái méo tiếng nó chỉ được như vậy, không thể hơn được. Cái khắc phục rất là khó, cái meo tiếng của cái con đài này một khi nó đã bị rồi. Nhưng mà có ưu điểm là cái con này cũng rất ít bị meo tiếng thôi, rất ít bị. Ở trong đây bác ấy có nói là nóng bỏng. IC bây giờ không chập thì nó không nóng là chắc chắn rồi. Bật tay lên là sôi rít cả băng. Chỉnh bộ cơ thỉnh thoảng nó hơi nghe hơi méo tiếng. Và bánh xe tua đi tua lại nó đảo và hay bị tụt dây cu loa và đèn tín hiệu nó nháy không hết. Đèn tín hiệu cái này phải nói với bác là, để em nhét cái băng khác vào thử xem. Cái này thì volume nó không chỉnh được nhé. Mình chỉnh can thiệp chỗ khác. À đây đây, nó không nháy hết thật. Cái chân đây nó bị lỏng rồi. Cái con Toshiba RTX-X26 này hay bị lỏng chân lắm các bác ơi. Mạch nó quá cũ rồi, với lại cái cấu tạo của nó rất là dễ bị lỏng. Những cái thanh thép này nó hay thò lên rất là dài. Thì khi thò lên dài như vậy nó vướng một cái gì là nó rất dễ bị bung bật lên. Đấy. Cái này bị bật chân. Đèn led bật chân. Ok, em sẽ hàn lại nhé. Đây, ngon lành rồi nhé. Hết rồi, đang hết bài. Ủa lâu vậy? Đấy, lên rồi nhá. Nó chỉ bị lỏng chân thôi. Đây, bác ấy cũng đã yêu cầu em chỉnh radio nét hơn thì em cũng chỉnh được như vậy thôi. Không biết là còn nét hơn được nữa không, em cũng chỉ chỉnh hết sức mình thôi như vậy bác. Chương trình diệt virus về thì có thể chính cái chương trình mà. Đây, em nghĩ là nó rất là trong và nét rồi. Tại vì là đôi khi là khi ở chỗ em thì bắt như vậy, nhưng mà về chỗ bác thì nó lại bắt yếu hơn chẳng hạn, thì cái này em cũng không thể đảm bảo được. Đấy, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ ok thôi. Xuất hiện nhiều cái cửa sổ lạ. Đấy, được mở ra ngoài ý muốn. Bạn bè và người thân thì việc là chúng ta sẽ giữ ấm cơ thể này, massage mũi vào buổi sáng, hay là có một chế độ dinh dưỡng. Ok, có mấy tần số nó nét.
Không biết là chỗ bác không biết chỗ bác Sơn này thì nó bắt được cái tần số nào nhiều. Anh Sơn lỗi hơn về mọi mặt, đang đứng cuối bảng là Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Á quân Sapeco FC. Nhất, nói chung là đấy, có đài rất ok, có mấy cái đài được cuối cuối này là nó hơi kém chất lượng tí, nhưng mà không thể chỉnh được 100% được. Đấy, em cố chỉnh xem nhé.